có tiếng nói chặt lên mở ra là có tiếng nói mình hả? À có luôn nhá. À, mình muốn để chờ nha, qua bên mát trước không? Rồi. Như vậy là báo cáo với các anh ở trên tỉnh nè, tôi là người đi trực tiếp đến coi như là phòng y tế của phường Phú Trinh đó, mà bây giờ đóng cửa cái nhít, bây giờ tôi lên chạy lên ủy ban thì anh em chợt nói là coi như là ở đó chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ lại một lần nữa để xem thử cái đóng cửa cái nhít luôn từ trong ra ngoài đó, tôi báo cáo các anh là như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi trực tiếp, tôi là nhạc sĩ Quang Đẩu nè. Rồi tôi báo cáo các anh vậy. Như vậy là mình sẽ về lại 13 cao hành. Hồi nãy đi một lần thứ nhất rồi, bây giờ mình sẽ quay lại lần thứ hai theo cái lời của anh trực ở ủy ban phường Phú Trinh nói. Rồi xin chào các anh. Bây giờ Quang Đẩu là đi xác minh lại nè, cái tổ mà trực chiến cho người ta đi khai báo y tế này nọ là đóng cửa kín mít, là ở cái phòng y tế của cao hành đó. Mình đang đứng ở trước đây, trước ủy ban phường đây, đang đứng trước ủy ban phường đây, ủy ban phường Phú Trinh này, ở đây ủy ban phường Phú Trinh. Rồi Quang Đẩu sẽ đi đường hẻm, đường hẻm là coi như là vào tắt, đi kéo lộn nha, xa nha, lộn xa là hết xăng đó, mới hết xăng nhập đường là tiêu đó. Bây giờ Quang Đẩu sẽ đi đến lại cái phòng y tế, trạm y tế của phường Phú Trinh theo lời chỉ dẫn của tổ trực ủy ban nhân dân. Mình đi đường tắt, hồi nãy mình đi một lần rồi mà thấy khóa cửa đóng cửa, mà không biết bây giờ là có ai trực đây không. Này Tết cổ truyền Việt Nam, các bạn thấy không đó, cờ xí rồi treo rộng rồi. Bắt tay này chạy có lộn được không? Đây, các anh đây. Vậy là có anh đây. Cái này là quán cà phê cũ không? Rồi, chạy xuống là tới trạm không? Đúng không? Đúng cái đâu mà ra cao hành. Như vậy là trạm y tế qua nữa kìa. Rồi, có chạy xuống rồi chạy lên lại. Đây ha, ra cao hành này không? Phường Phú Trinh đây các bạn. Quang Đẩu đã đang có mặt ở ngay cái đường cao hành và đứng trước mặt của cái trạm y tế, địa chỉ là 13 cao hành Phú Trinh Phan Thiết Bình Thuận. Bây giờ giới thiệu các bạn là coi như là then cài ổ khóa, cái này là ổ khóa ngoài nè. Đây là cửa ngoài. Như vậy là mấy ngày Tết là coi như là nhà nước là phân bổ cho nghỉ hết, không có ai trợ hết. Như vậy là bây giờ ở trên mạng thì là phân tổ ứng trực cho những thành viên trong gia đình, nếu mà ai có bệnh tình gì là coi như là khai báo là tổ ứng trực kịp thời cấp cứu. Nhưng mà mình trực tiếp đến đây để mình giám sát lại cái tình hình của cái trạm y tế phường Phú Trinh này, then cài đóng cửa kín, không có ai trực hết. Rồi mình báo cáo cho các anh biết nha. Đây là con đường cao hành.
cách bao nhiêu năm rồi, khi mà tôi vào đây là coi như là còn cái trạm xá cũ rồi, cũ mềm. Có người ứng trực, còn bữa nay là cái trạm xá là mới tôn mà không ai ứng trực. Những bữa nay mới mùng 3 Tết mà nó nói cơ quan, tất cả các cơ quan đều có người ứng trực hết, nhưng mà cái trạm y tế này là không có ai ứng trực hết. Rồi, báo cáo các anh là biết rõ tình hình như vậy. Rồi, anh xe ôm này anh rất nhiệt tình, anh chở quan đậu đi coi như khắp luôn. Đó. Tôi là đang đứng ở trên cái đường cao hành 13 cao hành và đang đứng ở cái khu vực mà trạm y tế của phường Phú Trinh để giám sát lại cái tình hình của các anh em mà làm việc ở đây như thế nào. Đó, đi ứng cứu cho người dân mà coi như lỡ bệnh tình thì đó thì đăng tải trên mạng đều có hết, nhưng mà khi người ta thực tế người ta tới chả có ai hết cả. Mà ngay cả ủy ban phường coi như là chỉ xuống đây. Đó thì bây giờ là các anh lớn anh nhỏ ở trong tỉnh mình Bình Thuận mình xem xét lại cái cách làm việc của cái trạm y tế Bình Thuận phường Phú Trinh này như thế nào. Rồi bây giờ quan đậu trên đường đi về, sau khi là đi giám sát, gọi là giám sát luôn, và tôi cũng là người để đi là đăng ký để xem thử cái tình hình sức khỏe như thế nào ha. Nhưng mà đến trạm y tế của phường Phú Trinh là không có. Tôi đi 2 lần, tôi đi hỏi rồi tôi lên trên phường, phường chỉ xuống đây, và lại lần thứ 2 cửa đóng then cài chốt kỹ, thì không biết là coi như là làm việc như thế nào, tôi không biết. Bây giờ tôi quá đói rồi, tôi chạy về nhà. Đây phần phía này là trước mặt của khu TC Palace và cũng là đường vào nhà mình. Ở trên là giống như đường Đà Lạt, ở khu Hòa Bình Đà Lạt, giống y như vậy luôn. Đó, giống y như vậy. Bây giờ mình sẽ về nhà. Rồi, mình cũng hết lòng mình đi. Rồi, tới nhà nghỉ 89 dừng lại. Rồi, đây. Rồi, như vậy là chuyến đi khảo sát thực tế. Chuyến đi khảo sát thực tế của quan đậu, xem thử cái trạm y tế của cái phường Phú Trinh làm việc như thế nào. Cửa cài then chốt rất kỹ, không ai làm việc, nhưng mà đăng ở trên mạng thì đều có cái đội ứng trực. Rồi như vậy là cái cuộc đi khảo sát đã thành công. Báo cáo các anh cấp trên, chủ tỉnh Bình Thuận xem xét thử cách làm việc của cái ban y tế. Khi người ta đến người ta báo tình hình sức khỏe là không có, cửa then cài chốt rất kỹ, lì xì em 20 luôn, hỏi thôi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Rồi chào tất cả anh em mình. Vừa rồi là quan đậu đi khai báo y tế mà đến trạm y tế của phường Phú Trinh đóng cửa kín mít, then cài đóng chốt kỹ, rồi mình lên trên ủy ban phường. Ủy ban phường các anh báo là cái đó là chịu trách nhiệm là do ban là phòng y tế của phường Phú Trinh, và mình đến lại lần thứ 2 thì cũng như thế thôi. Bây giờ tôi là nhạc sĩ Quang Đậu, tôi báo tình hình này lên cấp trên lãnh đạo xem xét thử cái tổ mà ứng trực cho cái việc khai báo y tế của người dân khi mà nghẹt lỗ mũi thì người nhà không tin tưởng. Tôi là người trực tiếp tôi đi khai báo nhưng mà không có ai hết, thì cái này là vấn đề các anh ở trên phải xem xét lại cái cách làm việc của các anh đăng tải ở trên mạng như thế nào. Mà tôi là người trực tiếp đây, hồi sáng giờ tôi đi đây. Rồi, tôi sẽ báo các anh ở trên tỉnh là như thế. Rồi, xin chào các anh. Đây là cái mẫu test Covid-19 này các bạn. Quang Đậu test thử nè, Quang Đậu coi như chỉ có một vạch là âm tính. Nói chung là ở nhà rất là chu đáo, rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà công việc của xã hội thì nói chung là trên mạng tá lá ôm binh hết, dân làm sao mà biết đường nào được. Cuối cùng bây giờ là mình tự thân bản thân mình thôi. Rồi báo cáo anh em là ok.